Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hi Ha đây và chào mừng các bạn đến với một clip chọn mới của mình. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share đêm hộp video của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ series Minecraft gia đình đại chiến của mình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với trò chơi đó chính là cho Leo. Có vẻ như là các bạn rất là thích tụi mình cho Leo nhiều hơn thì phải. Mình không biết các bạn thích cho Leo hay là cho Jimmy nữa. Vậy ui, mày đi đâu ư? Đây là đâu vậy? Mày đang sâu quay. Mày đâu đây? Sao cậu? Ủa, trời ơi, hôm nãy vừa đi chơi trên gọi là trên biết cái gì mà quỷ vũ trường trên sao? Ờ tự nhiên thấy nó từ mặt bikini hồi sợ quá chạy luôn. Trời ơi, chạy luôn. Ok, từ từ đợi tao xíu nha. Các bạn ơi, thì các bạn thích mình cho Jimmy hay là cho lứa con của quỷ thì các bạn hãy comment lại bên dưới nha. Leo hả? Cái con có cái sừng đầu hả? Mà tao không phải là tập này không phải là cho nữa, hiểu không? Tao chưa kịp nghĩ ra cái cho gì hết nhưng mà mày làm tao mất hứng lắm gà ơi. Sao vậy? Mày hiểu không? Cứ mỗi lần tao nhờ mày cho mày làm fail hết lần này fail hết lần kia, cứ lỗi tới lỗi lui bị phát hiện hoài à. Ủa kì vậy? Thôi tại đó, tại vì sao tao lại là không có kinh nghiệm cho nó mấy không? Thì bị cho mà tao chưa thấy cái gì hết, là tao thấy bị lỗi hai đứa bị dí như chó vậy. Tại sao tao thấy tao đi cho tao dẫn gì cho đúng dễ rồi, sao mày làm cho khó muốn chết luôn á gà. Mày làm tao thấy thất vọng vãi nồi anh em mà. Mày không giống tao gì hết. Thôi vậy thôi, bây giờ đi thôi, không chơi gì thôi. Chơi nha nữa đi. Trời chứ mày cho mày cứ làm mỗi đứa chết vậy hoài. Tao giúp cho rồi còn nói thôi đi vậy. Bay lên trên cái chảnh lại với thằng nốt gì của mày đi. Bực thiệt, mình cũng muốn cho Leo lắm nhưng mà bây giờ mình không biết phải cho cái gì nữa. Được rồi, chắc hôm nay mình phải đi massage hay là gì cho xả chết tí đã. Chứ bây giờ ở nhà gì đâu mà chán quá, không có nghĩ ra gì chơi được hết. Jimmy thì tối ngày đi hoài. Nên thôi, mình đi massage vậy. Mệt hết cả người. Chả hiểu sao luôn, mình đã giúp nó như vậy rồi mà nó còn chửi mình là trôn ngu nó. Trời ơi, đáng đen phải biết hơn mình chứ. Thôi chắc mình sẽ gọi là mình sẽ dùng cái là đầu óc của tiến sĩ, mình sẽ troll Leo để cho Hi Ha biết thế nào là tiến sĩ tô gà. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị thôi. Trời ơi, đi chạy lòng vòng nãy giờ mà vẫn chưa nghĩ ra được cách mà chuẩn bị á. Trời ơi, hay là thôi, chắc có cái cách cuối cùng là bây giờ mình phải lên hỏi ông nốt mặc bikini. Tại vì ông này là rất là thông minh về mấy cái đồ trong Minecraft này. Thôi, mình đi thôi. Ôi chết hay, ông nốt ơi, bây giờ tôi có một cái chuyện này tôi muốn nhờ ông có được không? Ôi trời, sao tối ngày cứ có cái chuyện gì đâu mày cứ tìm tao hoài vậy? Ngươi tìm tao có chuyện gì? Thì đó, tôi định nhờ ông gọi là... Trời ơi, bây giờ tôi muốn có một cái việc rất là gấp, là tôi muốn gọi là nghĩ ra một cái cách gì đó để mà là tôi không có rành để mấy cái vụ mà trôn chơi khăm người ta. Đã hiểu rồi, ngươi muốn chơi khăm người ta đúng không? Được rồi, bây giờ ta có một cái cách này hay lắm. Cách gì vậy? Nói đi. Nhưng mà ta sợ với cái trình độ của cậu thì không biết có hoàn thành được cái trò chơi đó không? Trời ơi, ông quên tôi là tiến sĩ tô gà đã từng giàu sinh ra tử với ông hả? Ta biết, cậu là tiến sĩ như tô gà đã từng giàu sinh ra tử với ta. Nhưng mà ta thấy dạo này cậu đi chôn trong cái video của thằng Hi Ha gì đó, ta thấy cậu chôn ngu quá trời luôn. Trời ơi, tại ông cũng nói thế nữa thì chết tôi luôn rồi. À quên, tôi muốn chôn ai? Tôi muốn chôn, gọi là để mà cho thằng Hi Ha thấy cái năng lực của tôi, đó là chôn cái thằng cái gì mà leo gì quên tên này. Cái thằng mà dạo này mày chôn đúng không? Đúng rồi, thằng tóc đỏ sừng đỏ gì á. Thằng đó tên là đứa con của quỷ. Nó tên là Leo, leo cái đầu mày tên... chứ. Nhưng mà nè, ta sợ cậu chôn không được đó chứ. Trời ơi, tôi đã xác định làm một cái việc gì đó là chắc chắn việc đó phải hoàn thành luôn ông ơi. Rồi ok, okay. Việc chôn đó chính là cậu hãy xin lại đi, để ta nói cho nghe cho dễ. Nói vô tai tôi đi. Ok. Oh.
chéo mệt quá hôm nay lại. Có gì không? Mời cô vô nói chuyện bàn bàn uống cà phê các kiểu. Uống trà đá các kiểu. Vô. Ok. À, chào bạn nha. Tôi tên là Tago. Tôi đi ngang qua đây nhưng mà khát nước quá nên tôi muốn vô trong nhà xin ảnh ly nước cái mà. Nước à, muốn xin nước à, được, ở đây luôn cũng được. Nói chung là cô cứ từ để tôi đi lấy nước. Ở đây càng lâu càng tốt không sao, đợi tí. 6.5 hours later. Nè, cô, Đó. Thùng nước luôn uống cũng được, hết cũng được. Thùng nước cho nó mát mẻ. Ủa, được rồi, uống gì được rồi. Ủa, nhưng mà anh tên gì vậy? Tôi tên là... Có nên nói tên thật không ta? Chạy, tôi tên là Leon. Đó, nghe tên hay quá, trời ơi, tên anh thật là đẹp. Thôi được rồi, tôi uống xong nước rồi bây giờ. Cảm ơn anh vì cái ly nước này nha, nhưng mà bây giờ tôi phải đi đây. Bye, không ở làm phiền nữa nha. Ủa, cô đi đâu vậy? Cô. Ai đừng lại, đừng lại. Cô đã uống nước của tôi rồi, cô không được đi. Cô phải biết là uống nước nhớ nguồn. Cô phải ở đây trong 3 ngày cô mới được đi, hiểu chưa? Kỳ vậy? Uống nước là phải nhớ nguồn, không phải là uống nước mà tè ra hết nha. Chúng thông minh, mình thông minh quá nên chỉ được cô gái này đớm mà. Ê, quay vô cực quá đi coi. Bây giờ cô vô nhà tôi đi, vô lẹ. Uống nước nhớ nguồn, không phải uống nước đi tè. Ơi, nãy giờ đi massage về, trời ơi, nó phê, nó đã lắm á mấy bạn ơi, trời ơi. Ôi, đúng là xả stress cái đi massage, trời ơi, đã lại liền. Bây giờ mình phải đi về nhà coi, để kiếm mình Leo, để kiếm cái gì cho nó ăn nữa, sáng giờ chắc nó chưa ăn gì đâu. Thầy đóng cửa lại, trời ơi, cái nhà gì đó. Ở đâu nhà mình lại có một con chó đây vậy? What the hell, tại sao lại có một con chó đây? Ai, kệ đi, chó nhà của ai vô á. Ai, đi lên coi. Ngủ gì ghê vậy? Quỷ đi không? Trời ơi, cái đau quá, đóng cửa đây. Làm vậy mới có thể cắt được cái tiếng ồn mà tụi nó ngái đó. Mình đã phát hiện được cái là Leo đã có bạn gái rồi các bạn ơi, nó đã dẫn về nhà kìa. Vậy là chứng tỏ Leo nhà mình không bị BD. Nhưng mà chắc chắn 100% cái này không phải mình chọn luôn nha. Mình vừa đi massage về mình không biết gì luôn. Wow, trời ơi. Để mình đi kêu cô gái nó ra coi. Vậy coi, hai đứa. Ai dạ? Ủa, Leo, ai đây? À, bạn gái mới của con đó nghe chưa ba ba? Bạn gái mới của con. Thôi được rồi, bây giờ cô đi xuống đây tôi nói với cô cái này xíu. Ủa gì vậy ba nói chuyện gì vậy? Không, ba đang muốn hỏi là cô ta sao mà nhiều chuyện một tí á mà. Vậy nha. Vậy ba ba, trời con nha. Cô đi xuống đây, cho tôi hỏi. Cô chính là bạn gái của thằng Leo hả? Vậy bây giờ nói cho tôi nghe, cô là bạn gái sao với lại thằng Leo chả? Thì tôi là tên là Tago, là tôi là bạn gái của Leo đó. Tago bạn gái của Leo, cũng hợp đó. Nhưng mà làm thế nào mà cô đã lọt vào mắt của thằng Leo mà cô chịu quen nó vậy? Mắt cái gì mà lọt cái mắt? Thôi là tô gà nè mày ơi. Trời ơi, con nhỏ này nói chuyện với ba chồng của nó mà mày tao vậy hả? Không, tao là tô gà nè. Con gà gì ở đây? Ủa, nhưng mà sao cô biết tô gà? Trứng thì không, sao? Không, tao biết tô là tô gà, chứ có tô gà mới đẻ trứng được thôi. Thấy không? Tô gì? Tô gà mày là tô gà. Ừ, đúng rồi, tao là tô gà. Sao sao mày giả hành nhỏ này chứ vậy? Trời ơi, tao giả để mà tao chôn Leo chứ sao nữa. Ủa sao mày chôn Leo? Thì ai bảo bữa mày kêu tao là chôn ngu, chôn núp cái gì, chôn gà đồ gì á. Thì chôn ngu thiệt mà ba. Bây giờ tao thể hiện lại rồi là tao sẽ chôn rất là pro luôn biết không? Trời ơi, tao chứng minh cho mày thấy tao không hề chôn ngu. À, là mày muốn chứng minh với tao là mày không hề chôn ngu. Là mày đúng sẽ rồi giờ mày âm thầm mày tự đi giả gái, rồi mày đổi giận cái kiểu, rồi mày lên mày cua Leo luôn. Đúng như vậy, ghê liền. Công nhận là mày chơi với tao với trình độ chôn cũng lên hen. Chứ sao? Nhưng mà mày chôn được gì chưa? Hay là mới lên ngủ gì thôi hả?
Trời nó tin sái cổ luôn trời. Nó tin tao là bạn. Mày đừng có dùng trứng ra nữa. Mày cứ giả tao bị dùng trứng vô mày. Trời ở đâu mày đem con chó vô hay nữa. Con chó này kiếm mày giả dạng mày không. Chứ mình không có mang con chó này nó không tin đâu. Trời ơi, ok, thế trình độ của mày có thể tăng đúng không? Rồi liệu rồi mày kế hoạch có kế hoạch hết đầy đủ hết chưa? Trời ơi, kế hoạch là vậy, phải gọi là full rồi là sao là đầy đủ hoàn chỉnh luôn phải không? Bài bản hả? Gọi là kế hoạch có là... Rồi ok, tao sẽ diễn theo mày, coi như tao không biết mày là tô gà để coi mày join được thằng Leo cái gì, ok? Ok luôn. Ok, vậy bây giờ mày chở tại đấy. Ok, đi lên thôi. Đi, rồi, kế hoạch join mày là gì? Ê, từ từ, nhìn nè. Trời ơi, ok, tao sẽ nhìn. Anh Leo ơi, dậy đi anh Leo. Leo. Anh Leo ơi. Cái gì chứ, có phải hình tôi vậy? Anh là bạn trai anh, em là anh nên anh phải chiều chuộng em chứ. Bây giờ anh, em khát nước quá. Bây giờ anh xuống rót nước cho em uống đi. Ok, baby. Đợi tí. Đù. Tao kêu nó đi lấy nước mà nó còn không lấy nữa. Thằng này mê gái quá. Hơi nhưng mà vậy là bình thường mày ơi. Nó mê gái mà. Trời ơi còn nữa. Đó. Nước đâu, nước đâu, nước đâu, nước đâu. Đó, đằng sau đó nhặt rồi đó. Nhặt rồi, ô đúng rồi. Uống rồi. Ồ, dạ ơi, dạ cho mi. Dạ cho mi. Cái gì vậy? Gì vậy gà? Ôi, ôi, trời. Tao sợ quá, sợ bây giờ tao nằm ngủ với nó. Trời nó ôm nó hôn tao chết. Tao sao, mất người ta trai. Tao bắt đầu chắc là trăng sạch với ông. Thì sao mày lại đi? Thì sao mày đi chứng tỏ nè mà. Ôi chứng tỏ chứ mặt buổi sáng rồi chứ tối rồi đi ngủ đi, cho ngủ đi nha, ngủ nha. Trời đúng rồi. Trời ơi, ngủ anh em có được đâu. Giờ ngủ luôn. Sẽ... mình sẽ thử nó coi xử lý tình huống của nó như thế nào, mình sẽ kiếm gì không. Lên 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 Leo ơi. Leo. 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 Dạ ba ba đáng trời ngủ. Ơi người người yêu, em yêu của con bên phòng của ba ba nó kêu con ẵm nó về bên đây ôm hung nó ngủ kìa. Ừ rồi về con ơi, trời tối rồi con về ngồi ngủ. Ờ về 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 em về về vô về 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 về. Đi ra đây, ba ba dặn cái này, ba ba dặn cái này, đi ra. Dặn gì? À? Đóng cửa, đi, đóng cửa lại, đóng cửa lại. À, đóng cửa lại rồi, sao ba ba? Con biết không? Trời ơi, lâu lâu mình có gái đẹp á, con phải ôm hung dữ dội lên, hiểu không? Đừng có ngại. Ừ, con phải ôm hung nhiều vô. Cảm ơn ba ba nhiều nha. Ừ. Giờ về quyền con ba ba đứng vô nha, ba ba. Lên, lên ngủ đi. Em. Ừ, kia đi lên ngủ đi, đi vô. Ôi em ơi, ôi đừng 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 mà. Trời ơi, quỷ gì vậy? Này mày chết chứ tao. Ôi đừng đừng đừng. Nằm xuống nào. Nằm xuống nằm xuống. À, chán rồi. Hai, đi tập thể dục. Ô. Sáng rồi, sáng rồi. Đi 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 qua coi coi tôi gà sao. À, tôi gà bạn. Ôi trời ơi, đêm hôm qua hung hết sao rồi. Hấp dẫn hấp mày dẫn hơn. Không biết tại mày mà tao đã đánh mất đời trai rồi hả? Ôi trời. Ai kia mày ngu chi, mày còn thích thể hiện hả con. Thôi 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 thôi, thôi, thôi vô vô nhà đi. Đợi anh đi tập thể dục về, anh hung mày tiếp. Dạ mày ơi, con đi mẹ, con đi đây, bye. Ê trời, đi đường gì gì, đập nhà tao mày. Trời ơi, đi chạy. Ở đâu con Teo ơi. Alo gà. Đâu? Bánh nhà mình ơi. Trời ơi, nó làm bánh nhà mình. Nó còn để con chó lại cho mình nữa. Trời ơi, quỷ con gà.